Chào bác nhé, em vừa dọn xong tiếp được con rửa bát Panasonic TR5. Đây xong phục vụ các bác này, một con máy đã làm vệ sinh mặt mũi sáng đẹp, hình tươm, đã thành hợp lý, rửa sạch sẽ, tiết kiệm điện nước, bền bỉ. Nói chung là đúng tiêu chí của người Việt mình là ngon, bổ, rẻ, lành, bền, đẹp. Đây là ba em để mã số TR5 các bác nhé, em để mã số 3 này. TR5. Lưng tôn thành vách con này khá là đẹp nhé. Đời 2012, series máy là 1166, TR5. Đang rửa với nước nóng 80 độ C. Và thấy chưa, nghi ngút, ngụt luôn nhé. Nội thất sạch. Xếp 12 cái bát con, 12 bát con là 6 cái cốc, 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa, bát ô tô. Trước này em bán 3,2 triệu, bảo hành 1 năm, ship hàng toàn quốc, giá chưa phí vận chuyển. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ, bảo hành 1 năm. Hình thức mua bán có đặt cọc trước 500 các bác nhé. Chào các bác.